Xin chào quý vị và các bạn. Nằm trong chuỗi video clip tác nghiệp của nhân viên kỹ thuật, hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về đoạn mạch nối tiếp. Trong thực tế, đoạn mạch nối tiếp là mạch điện cơ bản thường gặp trong các thiết bị điện, điện tử và nhiều các thiết bị khác. Về công thức tính cường độ dòng điện của đoạn mạch nối tiếp, I bằng I1 bằng I2, tức nghĩa cường độ dòng điện luôn luôn có giá trị như nhau tại một thời điểm. Nói cách khác, cường độ dòng điện bằng cường độ dòng điện trên các điện tử thành phần. Về hiệu điện thế của đoạn mạch nối tiếp, U bằng U1 cộng U2, tức nghĩa hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. Nói cách khác thì hiệu điện thế trong đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế của các điện tử thành phần. Về công thức tính điện tử tương đương của đoạn mạch, R tương đương bằng R1 cộng R2, tức nghĩa điện tử tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng hai điện tử thành phần. Đối với đoạn mạch cùng hai điện tử R1, R2 mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây mỗi điện tử tỷ lệ thuận với các điện tử đó theo công thức U1 trên U2 bằng R1 trên R2. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về đoạn mạch nối tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.